Xin chào quý vị khán giả đã đến với Case Studio thuộc Cocha Hà Nội, cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc. Đây là trung tâm thương mại kỹ thuật số Hàn Quốc với mục đích giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của các doanh nghiệp uy tín Hàn Quốc đến các đối tác tiềm năng tại Việt Nam. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn những doanh nghiệp tiêu biểu của ngành công nghiệp cơ sở Hàn Quốc. Vậy chúng ta hãy cùng đến với từng doanh nghiệp nhé! Xin chào các bạn, tôi là Xuân Sang. Ngày hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn công ty Huijin Prime, một doanh nghiệp dẫn đầu thế giới về đổi mới công nghệ trong lĩnh vực máy ép phun nhựa. Công ty Huijin Prime luôn cố gắng đem đến sự hài lòng cho khách hàng và tạo ra những giá trị cho cuộc sống trong vai trò nhà lãnh đạo toàn cầu, đồng thời nỗ lực hết mình để trở thành một doanh nghiệp đi đầu và luôn có phương án sẵn sàng cho một tương lai nhiều biến đổi. Vậy chúng ta cùng đến với những sản phẩm được đúc kết bằng công nghệ của công ty Huijin Prime nhé! Sản phẩm đầu tiên, máy ép phun điện kiểu đòn khuỷu TEA5 là máy ép phun đảm bảo hoạt động chính xác nhờ sử dụng động cơ servo AC với thông số kỹ thuật cao. Đây là sản phẩm tiết kiệm điện, cho phép quá trình gia công diễn ra nhanh chóng với bộ điều khiển độc lập cho từng bộ phận. Sản phẩm tiếp theo, máy ép phun thủy lực 20 DLA5 của Huijin Prime có khả năng tận dụng không gian tuyệt vời với thiết kế bên ngoài tiện dụng. Đây là sản phẩm máy ép phun tiết kiệm điện và có cấu tạo chắc chắn, bền vững, giúp máy vận hành nhanh chóng và chính xác. Sản phẩm cuối cùng là máy ép phun thủy lực dạng đứng tiết kiệm điện tầng thấp VHRG5. Đây là giải pháp mà công ty Huijin Prime muốn đề xuất với những khách hàng đang tìm kiếm lời giải cho vấn đề về chất lượng sản phẩm và năng suất sản xuất. Huijin Prime tự tin giới thiệu các sản phẩm tốt nhất của công ty đến các đối tác Việt Nam. Hãy liên hệ với văn phòng Cocha Hà Nội nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm của công ty nhé!